Lại là một thẻ đỏ nữa, nhưng điều quan trọng là đã kiếm được điểm số phải không Mikel? Cân nhắc đến thực tế là chúng tôi đang chơi với 10 người trong khoảng 35 phút, thì chúng tôi phải có được điểm số, bởi vì chúng tôi đã thể hiện được sự vùng dậy, thể hiện được cá tính để duy trì trận đấu trong một thời gian dài trước một đối thủ thực sự nguy hiểm. Còn đồng thời, dù vừa thất vọng bởi vì chúng tôi đã phải lội ngược dòng sau khi bị dẫn, thì chúng tôi đã thể hiện được sự quyết tâm của mình, tạo được nhiều tình huống. Và vào giờ giải lao, chúng tôi đã sửa được nhiều điều. Chúng tôi đã trở lại mạnh mẽ trong trận, ghi bàn, rồi thi đấu những phút hay nhất, cũng như tự bắn vào chân mình. Rõ ràng việc đó khiến trận đấu thực sự khó khăn. Vậy là ông cũng bực bội nhỉ? Tôi thì bực vì khó để giải thích về những thẻ đỏ, 3 trong 5 trận ở giải ngoại hạng rồi phải không nhỉ? Chuyện chiến đấu ở giải này rất khó khăn khi mà chúng tôi phải chơi thời gian dài như vậy với 10 người. Khi chúng tôi phải vất vả mới đạt được kết quả như này thì mọi chuyện lại càng phức tạp hơn. Nhưng tôi nghĩ các cầu thủ đã trụ vững, cho thấy được nhiều cá tính và sự vùng dậy. Họ không bao giờ bỏ cuộc. Sau bàn 1-0, tôi đã lo bởi vì giây phút đó chúng ta có thể bắt đầu thấy các cầu thủ e dè. Nhưng rồi thì họ đã chiến đấu theo cách ngược lại. Oba vừa trả lời phỏng vấn ngoài sân rằng các cầu thủ sẽ mất bình tĩnh một chút khi mà đội cần điểm như bây giờ và đã hơi hồi hộp. Ông có nghĩ là chuyện đó xảy ra cho Gabriel? Chà, tôi không biết. Tôi đã thực sự thất vọng với 2 chiếc thẻ vàng, một cho Ceballos và một cho Gabriel, bởi vì đã có rất nhiều sự việc diễn ra trong hiệp đầu mà đối thủ không nhận chiếc thẻ nào. Rõ là việc này đã ảnh hưởng đến trận đấu. Còn ở chiếc thẻ vàng thứ hai thì nó chuẩn xác rồi. Trong Mikel, như ông nói, đây chỉ là trận hòa, nhưng dường như chính nó cho thấy được Arsenal đã thể hiện được sự can đảm rất nhiều trong hiệp 2. Chắc nó phải là một trong những kết quả quan trọng nhất mùa, một kết quả làm sống dậy Arsenal và là một ví dụ lấy làm thước đo nhỉ? Tôi đồng ý. Sau cùng thì nếu thua trận nữa, nó sẽ là một kết quả thực sự khó khăn để nhận lấy. Các cầu thủ đã thể hiện đúng những điều tôi mong đợi. Đôi khi có hay, có dở, nhưng tối thiểu thì họ làm công việc của mình. Tôi đã thấy tất cả các cầu thủ tham gia cùng nhau, kể cả ở trên khán đài, la hét, ủng hộ và cả chỉ đạo đội. Đó là một tín hiệu mạnh mẽ và tôi thực sự hài lòng với chuyện này. Chào Mikel, trong bài phỏng vấn sau trận, Theo Walcott nói rằng anh ấy có thể thấy nhiều sự sợ hãi từ các cầu thủ Arsenal trong giai đoạn đầu trận đấu. Không biết ông có thấy giống vậy không? Và anh ấy đã nói gì với ông trong cuộc trò chuyện sau trận? Tôi vừa định nói là tôi đã nói chuyện với cậu ấy và cậu ấy đã không hề đề cập thế với tôi. Cậu ấy chỉ nói về những điều khác, không có điều đó. Nếu cậu ấy nói vậy thì cũng chỉ là cảm giác riêng thôi. Thế ông có cảm giác rõ ràng là đội của mình đang trong giai đoạn tệ hại và phong độ đang kém không? Làm thế nào và cách nào để ông đem lại sự tự tin cho họ, để họ thể hiện được mình? Chỉ cần để các cầu thủ chơi phóng khoáng và tận hưởng nó, họ phải chắc chiêu những cơ hội được ra sân và thi đấu hay nhất. Còn thì có rất nhiều điều mà chúng tôi không thể kiểm soát. Tôi chỉ cố để bảo vệ các cầu thủ nhiều nhất có thể, mang đến sự thoải mái cho họ. Mọi người có thể thấy là ở 4 hay 5 tình huống ở hiệp 1, khi chúng tôi tiếp cận vòng cấm, thậm chí ở trong vòng 5m50, chúng tôi đã nên dứt điểm thành bàn. Đó là điều còn thiếu. Trong hiệp 2, thì Oba đã ghi bàn và hy vọng điều này sẽ giải tỏa một chút, bởi vì cá nhân cậu ấy đang cần khoảnh khắc như vậy. Hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi từ giờ. Chào Mikel, tôi muốn tiếp tục hỏi về điều đó khi ông đề cập về chuyện Oba đã ghi bàn. Chuyện này sẽ tác động thế nào đến mùa giải của anh ấy khi đó là một pha bóng sống đầu tiên từ trận Fulham? Hy vọng nó sẽ thay đổi mọi thứ một cách kinh ngạc và cậu ấy sẽ tiếp tục ghi bàn mỗi trận bởi vì đó là điều mà chúng tôi cần lúc này. Chúng tôi cần điểm số và để có được điều đó, chúng tôi cần ghi nhiều bàn hơn và trở nên hiệu quả hơn khi chúng tôi có cơ hội. Tôi nghĩ nhờ đây, nó sẽ làm cậu ấy trở nên thực sự tốt. Ông thấy phản ứng của anh ấy sau khi ghi bàn chứ? Liệu ông có thấy một sự thay đổi thực sự cho anh ấy trong phòng thay đồ khi gánh nặng được rũ bỏ? Tôi không cần nhìn thấy nó. Tôi chắc là sau đây cậu ấy sẽ cởi bỏ được nhiều áp lực và sẽ giải phóng bản thân mình hơn.